Vợ U50 hừng hực hồi xuân, giờ dẫm chồng suốt đêm không ngủ được. Các bạn thân mến, lẽ ra ở cái tuổi tiền mãn kinh thì nhiều người phải suy giảm những ham muốn về mặt tình dục, nhưng ngược lại lại có không ít các chị em lại còn ham muốn trỗi dậy, khiến cho không ít các ông chồng ngã ngựa. Nhiều phụ nữ khi bước vào lứa tuổi từ 40 đến 45, tự dưng lại thấy mình cứ như trẻ ra. Họ biết quan tâm đến đầu tóc, ăn mặc và làm đẹp nhiều hơn. Một số phụ nữ khi bước vào hồi xuân với những ham muốn bản năng còn mạnh mẽ hơn cả thời trẻ, đôi khi cũng gây ra những tình huống dở khóc dở cười, khiến cho nhiều ông chồng đi hết từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Đến khám nam khoa vì tự nhận thấy mình yếu đi, ông Hưng 52 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội được bác sĩ kiểm tra không có điều gì bất thường. Khả năng cương cứng cũng như thời gian xuất tinh đều trong ngưỡng bình thường, nội tiết tố nam cũng không suy giảm nhiều. Ông Hưng được đánh giá là cũng không có điều gì bất thường. Trò chuyện với bác sĩ, ông Hưng mới than thở, gần đây vợ ông 48 tuổi bỗng dưng hồi xuân. Trước kia thì chồng có khèo khèo mãi đi chăng nữa thì cũng nằm im giả vờ ngủ, thì giờ ngược lại ông đang cố gắng ngủ cũng bị dựng dậy trả bài. Hầu như ngày nào vợ cũng đòi, còn ông Hưng thì cảm thấy mệt mỏi và mất sức. Nhiều đêm ông cứ ngủ đấy nhưng vợ loạt soạt không cho chồng ngủ. Nếu như không chiều thì thế nào cũng bị vợ giờ dẫm khắp người, khiến cho không sao ngủ được, đành phải chiều xong để còn có thời gian mà đi ngủ. Có lúc ông cảm thấy mình là người đàn ông ngã ngựa ngay chính trên giường ngủ của mình, không chiều nổi vợ thì vợ buồn, mà đáp ứng với vợ ở cái độ tuổi ngũ tuần như thế này thì ông thấy thực sự rất kiệt sức. Phụ nữ bỗng dưng cảm thấy có ham muốn mãnh liệt khi bước vào độ tuổi hồi xuân ý, thường là do hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là liên quan đến hoạt động của buồng trứng, bởi vì giai đoạn này cơ thể hoạt động buồng trứng phục hồi một phần trước khi hoạt động buồng trứng ngưng hẳn. Và biểu hiện của tiền mãn kinh chính là giảm trí nhớ, chóng mặt, đau đầu, buồn vui thất thường. Các chị em có những sự thay đổi lớn về sinh lý hoặc là những thay đổi về ham muốn tình dục, có người còn giảm không còn ham muốn nữa, nhưng có những người ham muốn lại trỗi dậy. Yếu tố thứ hai đó là do ở độ tuổi sinh sản, lẽ ra nhu cầu chuyện ấy phải cao thì chị em lại cứ bận rộn và tác động của môi trường. Ví dụ như con gái còn nhỏ, người áp lực về cuộc sống, về công việc, về cơm áo gạo tiền, khiến cho chị em không có nhiều thời gian để nghĩ tới chuyện chăn gối. Đến khi 45 đến 50 thì con đã lớn và kinh tế vững chắc hơn, thế nên họ cảm thấy thoải mái và đời sống vui tươi hơn, tâm lý tốt hơn thì nhu cầu về chuyện ấy cũng tăng cao. Và cũng không có ít những câu chuyện giờ khóc giờ cười vì các ông chồng phải chiều vợ trong lứa tuổi hồi xuân. Tương tự như ông Hưng vừa rồi thì chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự của một gia đình khác để xem ông chồng cảm thấy vui vẻ hay là khốn khổ khi mà vợ hồi xuân đây. Vợ chồng tôi cưới nhau khi tôi mới 23 tuổi, còn khi ấy vợ tôi mới 18. Đến nay cũng đã được 30 năm sau ngày cưới, bây giờ chúng tôi đã có đủ cháu nội cháu ngoại. Ngày trước chuyện chăn gối toàn do tôi chủ động, cho bao nhiêu vợ nhận bấy nhiêu. Vợ tôi cũng chưa bao giờ có ý kiến hay là biểu hiện sự thèm muốn gần gũi chồng. Thế nhưng thời gian gần đây, tôi không hiểu lý do hồi xuân hay vì lý do gì mà vợ tôi lại thay đổi hoàn toàn. Cô ấy ăn diện hơn và cố gắng trang điểm, làm đỏm trước mặt chồng bằng những bộ đồ ngủ sexy và gợi cảm, điều mà trước đây cô ấy chưa từng làm. Tuổi thì chưa hẳn là đã quá già, thế nhưng khổ nỗi là tôi lại mắc bệnh tiểu đường hơn một năm nay, nên khả năng tình dục cũng có hạn. Biết sức của mình nên tôi cũng cứ cố gắng lờ đi, không để ý đến những biểu hiện lạ của vợ. Cứ tưởng như vậy rồi sẽ được yên thân, nào ngờ cô ấy tìm đủ mọi cách. Lúc thì kích đều chồng có người khác bên ngoài nên no sôi chán chè, không thèm gì đến vợ. Có lúc lại bảo chắc giờ vợ già xấu rồi nên không thích nữa, lại muốn đi kiếm gái trẻ. Thế rồi cô cứ làm nhảm cả đêm, đập chân đập tay không cho tôi ngủ. Tôi bảo với vợ là bây giờ tôi già rồi, sức khỏe không còn được như hồi trẻ nữa, nên tôi không thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của vợ. Hơn nữa tôi lại làm bị mắc bệnh tiểu đường, thế nên ảnh hưởng đến khả năng tình dục. Nhưng vợ vẫn không hiểu và cho rằng tôi có bầu ở bên ngoài nên mới không cần đến vợ nữa. Thế là cô ấy bắt đầu nghi ngờ và đổ cho tôi rất là nhiều những lý do vô lý. Cô ấy nói với hai đứa con của tôi về tình trạng và khả năng tình dục yếu kém của bố với mẹ, và quy chụp rằng chỉ có bồ nên bố mới lạnh nhạt như thế. Tất nhiên các con tôi nó tin tôi nói thật và không mảy may nghi ngờ bố, nhưng tôi vẫn cảm thấy xấu hổ với các con
vì bị vợ bóc mẽ những chuyện thầm kín. Chưa đủ, vợ tôi còn thường xuyên đến cơ quan tôi làm việc và vào phòng tôi bất chợt để kiểm tra xem tôi có cô nào không. Tệ hơn, cô ấy còn nhờ một cô nhân viên nữ dưới quyền theo dõi để ý chồng hộ, nếu có biểu hiện hẹn hò với cô nào thì báo ngay. Cô ấy làm cho cả cơ quan tôi biết chuyện tôi là một thằng đàn ông kém cỏi trong chuyện ấy và nghi ngờ chồng có bồ ở bên ngoài. Vì thế chuyện của tôi được mọi người mang ra bàn tán những lúc rảnh rỗi. Có người nào hiểu ấy thì thông cảm cho tôi, rồi trách vợ vô tâm, hồi xuân rồi ham hố quá mất khôn. Người không hiểu thì bảo tôi có bồ trẻ, lạnh nhạt với vợ già nên mới như vậy. Rồi họ dè bỉu coi thường tôi. Tôi đã 53 tuổi đầu, đường đường là trưởng phòng, bên dưới có mấy chục nhân viên dưới quyền. Thế mà vợ lại làm thế này thì thật sự tôi không biết ai họ còn tôn trọng tôi nữa. Không muốn vợ tiếp tục đến cơ quan gây rối, thế nên tôi đành cắn răng để mà chiều vợ. Nhưng đây không phải là vấn đề cứ muốn cố mà là được, nên sau mỗi lần như thế tôi rất mệt mỏi và sợ hãi gần gũi. Tôi đã cố gắng dùng thuốc kích thích, nhưng xem ra cũng không cải thiện được tình hình. Mà cứ kéo dài thì chắc tôi chết non vì căng thẳng, chứ không phải chết vì tiểu đường. Bỏ nhau thì không được, mà cứ sống như thế này thì quả thật rất mệt mỏi và ức chế. Tôi phải làm gì để kìm hãm sự hồi xuân của vợ đây? Các bạn thân mến, quả thật là khi mà chị em phụ nữ ham muốn và có những mong muốn được giải tỏa về mặt thể xác thì cũng là một trong những điều thể hiện cho thấy sức khỏe của chị em đang rất là tốt. Thế nhưng việc kiểm soát cái cơn ham muốn của mình như thế nào, và đặc biệt là khi mà chị em đã bước vào lứa tuổi hồi xuân, độ tuổi mà các chị em đôi khi còn nhõng nhẽo hơn cả những cô nàng mới lớn, thì thực sự cách giải quyết không phải chị em nào cũng đủ tỉnh táo. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự của một gia đình khác để xem vợ suốt ngày bắt chồng trả bài thì chồng có thực sự cảm thấy sung sướng vì vợ mình quá sung mãn hay không. Cưới nhau mới được 5 năm mà mọi thứ thay đổi trong gia đình tôi quá nhanh. Trước đây vợ tôi cũng rất xinh gái, trắng trẻo, nói chung là rất ngon gái. Thế nhưng cưới về đẻ liền tù tì 3 năm hai thằng cu, thế nên vợ tôi xuống sắc nhanh như xe mất phanh. Từ lúc đẻ thằng cu thứ ba, người vợ tôi trông nở nang trông thấy, ngực, eo, mông, ba vòng cứ coi như là bằng nhau. Thực ra thì tiêu chuẩn về phụ nữ của tôi cũng không quá khắt khe, với lại cũng ở bên cạnh chứng kiến sự thay đổi của vợ từng ngày từng giờ, thế nên tôi cũng chẳng chê cô ấy ở điểm gì. Béo một tí cũng không sao, miễn là vợ chồng sống hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, tiền vợ chồng kiếm đủ tiêu, thế đã là hạnh phúc. Thế nhưng chẳng biết dạo này vợ tôi ăn phải cái gì mà đêm nào cô ấy cũng hừng hực đòi tôi trả bài. Lúc đầu thì vợ tôi cũng rất thụ động chuyện chăn gối, thế nhưng bây giờ thì chẳng nể nang gì chồng nữa, lúc nào cũng hung hăng đòi nằm trên. Tôi thì cũng không phải là dạng vừa, nhưng bây giờ bị vợ hành ngược cho đến nơi đến chốn cũng cảm thấy rất căng thẳng. Mà cũng chẳng biết vợ tôi học ở đâu mấy cái quái chiêu, cứ đến 9 giờ tối từ trong nhà tắm ra là người thơm nức mùi nước hoa, rồi mặc váy hai dây mỏng tang lượn lờ trước mặt chồng. Mà khổ nỗi người còn được mảnh mai gợi cảm như ngày xưa nữa đâu. Váy ngủ thì chọn loại cỡ đại, chắc cũng tầm phải 3XL. Bắp tay bắp chân cô ấy cứ cuồn cuộn, trông rất vâm. Xong còn hỏi chồng thấy vợ mặc như thế này có đẹp không. Không khen thì dỗi, thế nên tôi đành phải gật gù. Cũng được. Sợ nhất là dạo này vợ tôi cứ như phải gió, hành chồng ra bã vẫn chưa đủ. Nửa đêm đến sáng thế mà lại khều khều chân chồng, anh ơi em muốn thêm trận nữa. Lúc nào lơ là cô ấy sẽ bảo, sao anh dạo này kém thế, hay là ra ngoài chán cơm thèm phở rồi. Đấy khổ quá, lại phải quay ra vuốt ve đủ kiểu thì mới xoa dịu được cơn giận dỗi. Được cái vợ tôi cũng rất đáng yêu, nên có mệt mấy tôi cũng luôn chiều cô ấy. Tôi cũng là người đàn ông tâm lý, lệch sóng với vợ có khi lại không được yên thân mà sống. Thế nhưng cô ấy càng ngày càng thái quá, nhiều lúc tôi cũng khổ sở vật vã vì chiều vợ, thì cô ấy đạp chồng lăn xuống giường, để em làm cho. Thế là vợ tôi nhảy lên trên, chẳng còn tí tôn ti trật tự nào cả. Cái kiểu cách thay đổi chóng mặt của vợ khiến tôi hoang mang và lo lắng vô cùng. Chẳng nhẽ vợ tôi lại hồi xuân sớm đến thế hay sao, mới còn 40 một tí. Mà cứ cái đà này tôi đến lao lực mất thôi. Nhưng tôi cũng yêu vợ và thương vợ rất nhiều, cố gắng chiều vợ cho qua cái giai đoạn này.
Hôm qua tôi đưa cô ấy đi mua thêm 2 cái váy ngủ nữa. Nhìn vợ cười tít mắt đỏ bừng mặt mà thật sự thấy rất thương. Các bạn thân mến, đúng là chị em phụ nữ lứa tuổi nào cũng luôn là một ẩn số và luôn mang đến cho người đàn ông rất nhiều những điều phải băn khoăn, phải suy nghĩ. Và chị em phụ nữ tuổi hồi xuân thì lại càng cần các anh chồng biết quan tâm, biết chiều chuộng nhiều hơn. Có chị em thì rất là muốn chồng quan tâm đến đời sống tình cảm, nhưng cũng có những chị em thứ mà cần nhất tuổi hồi xuân lại là những giây phút giường chiếu thăng hoa. Và hy vọng rằng tất cả các anh đều luôn đủ sức khỏe để có thể chiều chuộng các chị em phụ nữ và cố gắng lên, bởi vì giai đoạn này rồi cũng sẽ qua. Sau giai đoạn hồi xuân, tìm lại mùa xuân của cuộc đời mình này thì rất là nhiều chị em sẽ bước vào giai đoạn mãn kinh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe lời tâm sự. Nhà nghèo tặc lưỡi lấy vợ già hơn 5 tuổi, tân hôn xong vợ chồng phải đi đóng lại giường. Bố tôi mất gần chục năm trước, những năm qua chỉ có tôi và mẹ già sống nương tựa vào nhau. Mẹ tôi thì sức khỏe yếu, tôi đi làm lương cũng chẳng cao. Bố mẹ lại không có nhiều tài sản để lại, chỉ có một căn nhà cũ. Tôi yêu ai cũng bị người ta chê nghèo, không thể lo được cho cuộc sống của họ một cách tốt đẹp. Tôi cũng muốn yên bề gia thất, nhưng khổ nỗi mong ước ấy mãi chẳng thành sự thật. Cho đến 30 tuổi rồi mà tôi vẫn chăn đơn cối chiếc. Đợt đó tôi được người quen mai mối cho vợ tôi bây giờ. Trước khi gặp mặt, họ không nói rõ là họ hơn tôi tuổi hay như thế nào. Ban đầu gặp gỡ tôi thấy cô ấy ngoại hình cũng bình thường, gia cảnh cũng tương xứng với mình, nhưng là người tốt nên thực sự tôi rất ưng. Sau đó tôi mới biết cô ấy hơn mình tận 5 tuổi mà thực sự rất choáng. 1-2 tuổi thì không sao, đây hơn những gần nửa thập kỷ như vậy khiến tôi cũng hơi hãi. Cô ấy kết hôn muộn vì nhà cũng nghèo, phải đi làm phụ mẹ nuôi 2 đứa em. Mãi đến khi các em trưởng thành thì cô ấy mới dám nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình. Lúc đó thì tuổi cũng chẳng còn trẻ nữa. Tuy nhiên sau vài tháng qua lại tìm hiểu, tôi quyết định làm đám cưới. Hơn 5 tuổi có lẽ cũng không còn là vấn đề lớn với tôi nữa rồi. Có thể có được cuộc sống hạnh phúc yên ấm, thế đã là điều quá tốt. Còn nếu cứ kén cá chọn canh thì vài năm nữa là ế hẳn không lấy được vợ ấy chứ. Tôi lại nghèo như thế này, làm gì có cô nào ưng đâu. Càng ngày cuộc sống người ta càng đi lên, người ta càng muốn kiếm những người giàu. Nghèo hèn như tôi thực sự rất khó để mà lấy được vợ. Dù 2 đứa lớn tuổi cả rồi, nhưng chúng tôi đều ít kinh nghiệm tình trường. Thời gian quen nhau không dài, chỉ có 5 tháng, nên đêm tân hôn chúng tôi mới chính thức thuộc về nhau. Đêm tân hôn ngượng ngùng và xấu hổ, tôi vừa ôm vợ lên giường. 2 đứa chẳng mạnh mẽ mãnh liệt gì đâu, thế mà đột nhiên đến ủnh một cái, 2 vợ chồng đều sợ ngây cả người. Chiếc giường đã bị sập. Tôi xấu hổ giải thích với vợ là tôi thực sự không cả có tiền mà mua giường mới, nên đành dùng giường cũ. Tuổi thọ của chiếc giường này cũng chẳng biết là bao nhiêu năm rồi, thậm chí tôi còn không nhớ được nữa. Tôi chỉ mua một chiếc ga mới phủ lên cho có không khí. Vợ tôi cười xòa bảo tôi không sao, nhà có sao thì dùng vậy. Vậy là đêm tân hôn chúng tôi đành trải chiếu nằm dưới đất. Sáng hôm sau ngủ dậy, vợ mở túi sách đưa cho tôi 100 triệu, rồi bảo lát nữa 2 đứa đi mua sắm một chút đồ dùng mới cho gia đình, thêm cả những vật dụng cần thiết. Tôi thẫn thờ nhìn sấp tiền trong tay vợ. Cô ấy bảo là tiền cô ấy làm lũ tiết kiệm được, sau khi không còn phải chu cấp cho các em nữa. Dù sao đi lấy chồng cũng cần phải có chút vốn. Vợ định dùng vốn làm riêng, nhưng thấy tôi còn khó khăn nên thôi quyết định mang ra dùng luôn. Nghe vợ nói muốn sửa lại mái nhà, kẻo trời mưa to quá lại dột và ngấm nước. Muốn mua một chiếc tivi mới để mẹ tôi ở nhà có thể xem cho đỡ buồn, vì bà ốm yếu chẳng đi được đến đâu nên thời gian chủ yếu là chỉ ở nhà. Rồi còn muốn mua giường mới cho vợ chồng tôi nữa. Tôi thực sự cảm động vô cùng. Số tiền thực sự so với xã hội không phải lớn, nhưng với vợ chồng nghèo chúng tôi thì là một con số đáng kể. Đó là tiền mồ hôi công sức vợ tôi chăm chỉ làm việc mới có được. Thế nhưng cô ấy lại chẳng tiếc, sẵn sàng chia sẻ với gia đình chồng và chồng, coi gia đình chồng là nhà mới của mình. Cô ấy không tính toán, chủ động bỏ tiền sửa sang lại nhà cửa và sắm đồ đạc. Tấm lòng của cô ấy, tôi sẽ luôn ghi nhận và tìm cách báo đáp.
Sau đêm tân hôn, ai thấy vợ chồng tôi đi mua giường cũng đều kinh ngạc và buồn cười. Tôi thì lại thấy rất vui vẻ, cười toe toét. Họ đều trêu ghẹo tôi, bị hiểu nhầm nhưng tôi cũng mặc kệ. Bởi lẽ tôi thực sự mãn nguyện và hạnh phúc khi lấy được cô vợ hơn mình đến 5 tuổi. Tưởng chừng như là một điều không bình thường, nhưng nhân cách của cô ấy mới là điều khiến cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.